Chào mừng các bạn đến với thế giới của những bộ tộc độc đáo. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với thiên đường hoang sơ của thổ dân Tân Thế Giới. Hòn đảo này với vẻ đẹp tự nhiên gần như nguyên vẹn được bộ tộc thiểu số bảo vệ từ ngàn đời. Chỉ chiếm 10% diện tích của New Caledonia, hay còn gọi là Tân Thế Giới, nhưng quần đảo Loyalty là biểu tượng cho một thiên đường nhân gian hoang sơ, chưa hề bị khai phá. Cùng theo chân các du khách tới tham quan địa danh này và gặp gỡ những người Melanesians bản địa rất mực yêu chuộng và bảo tồn thiên nhiên. New Caledonia là một lãnh thổ hải ngoại của Pháp, nằm cách Đông Úc 1.500 km và Bắc New Zealand 1.700 km. Khu vực này được tạo nên bởi 3 vùng nhỏ, trong đó có quần đảo Loyalty mà chúng ta đặt chân tới. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của tộc người Melanesians, chiếm 42% dân số ở New Caledonia. Người Melanesians tự gọi mình là Kanak. Sở dĩ họ có tên như vậy là bởi những nhà thám hiểm châu Âu thường xuyên đánh đồng thổ dân ở châu Đại Dương, giống như thổ dân ở Hawaii và gọi họ là Kamauli. Sau này, nhiều người dần rút ngắn tên nên trở thành Kanak như hiện nay. Những cư dân Kanak sống trong các ngôi làng hoang sơ, trên 3 hòn đảo chính của quần đảo Loyalty là Lifou, Ouvéa và Maré. Tới đây, bạn sẽ bắt gặp những tập tục có lẽ chỉ được đọc trong sách lịch sử thời Nguyên Thủy. Trong cộng đồng người Kanak, tất cả tài sản đều thuộc sở hữu của bộ tộc hay gia đình, không có chuyện buôn bán với nhau mà họ tự nguyện chia sẻ vật dụng, thức ăn. Maré là đảo nhỏ nằm phía nam và cao nhất ở quần đảo Loyalty. Nó được tạo thành bởi 5 lớp san hô khác nhau với đặc trưng địa hình là vách đá cao, đá ba gian và rừng rậm sâu. Đây cũng là đảo hoang sơ và nguyên vẹn nhất so với các đảo khác ở quần đảo. Trên đây là hình ảnh vịnh Waibao, địa danh sở hữu những bãi biển đẹp nhất ở đảo Maré. Khi đặt chân tới đây, du khách dường như có thể quên đi sự tồn tại của các đô thị ồn ào, náo nhiệt mà lắng nghe tiếng gió biển, hòa chung vào không gian thơ mộng tuyệt vời. Hình ảnh vách đá có tên bước nhảy của chiến binh, Warrior's Leap tại đảo nhỏ Maré từ góc nhìn trên cao. Cái tên này xuất phát từ truyền thuyết về cuộc chiến tại nơi đây giữa hai chiến binh, Plo của tộc Sinathi với một chiến binh tới từ Siguriwook. Plo giỏi hơn, nhanh hơn đã bật nhảy qua một vách đá với khoảng cách 7 mét trong một lần nhảy. Trong khi đó, kẻ thù của ông đã không may mắn và rơi xuống từ độ cao hơn 40 mét. Chính bởi Plo nhảy qua quá giỏi, một bước mà được tận 7 mét nên người ta gọi chỗ ông nhảy qua là bước nhảy của chiến binh nhằm tưởng nhớ đến truyền thuyết này. Một địa điểm để lại ấn tượng sâu sắc nữa với du khách là vách đá với dáng hình có 102 led ini này thuộc đảo Ouvéa. Đây là một trong những đảo san hô nghiêng, một phần ngập nước, một phần là đầm phá, đẹp nhất Thái Bình Dương bởi nó sở hữu bãi cát trắng trải dài 25 km. Cố nhà văn Nhật Bản Kachiromori Mira, lúc sinh thời đã gọi Ouvéa là hòn đảo gần nhất với thiên đường, bởi vẻ đẹp hoang sơ và tuyệt vời của nó. Nhà của người Kanak trên đảo nhỏ Lifou. Một ngôi nhà truyền thống ở đây được xây giống như một túp lều, lợp mái bằng rơm hoặc lá cọ, dừa, người ta đắp nền nhà đất sét và đặt một lò sưởi tại giữa nhà. Mọi công việc bếp núc, tắm rửa, vệ sinh đều được người Kanak thực hiện ở những túp lều thiết kế riêng biệt, khác hẳn với nhà ở thường. Hình ảnh một ngôi nhà của người Kanak. Người Kanak thường ngủ bằng chiếu dài trên nền nhà. Họ có một tập tục khá thú vị của người Kanak. Đó là khi bạn vào bất cứ nhà người dân nào, hãy tặng họ một món quà nhỏ. Với thổ dân bản địa, món quà không quan trọng to, nhỏ, quý giá hay không, nhưng đó chính là biểu hiện bạn thể hiện sự tôn trọng người chủ nhà, cũng như mong muốn tìm hiểu thêm về bộ lạc của họ. Tuy nhiên, có một sự khác biệt trên đảo Ouvéa, đó là cộng đồng người Polynesians cũng sinh sống ở đây. Sự có mặt của họ tạo nên đôi chút khác biệt trong kiến trúc nhà ở trên đảo. Nếu như người Kanak thường xây dựng lều và nhà hình tròn, thì người Polynesian lại thích lều hình vuông. Bức ảnh chụp hai cư dân của cộng đồng người Polynesians đang nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Người dân trên quần đảo Loyalty rất hòa hợp với thiên nhiên. Họ sống nhờ săn bắt cá và hái các loại hoa quả sẵn có bơ, dừa, và nổi tiếng nhất là món bánh mì tròn nặng với cái tên là lạ ma mai, đặc trưng của người Maré. Một năm, người dân ở đây có 3 lễ hội lớn. Đó là hội Avocado vào tháng 4, hội Oaley vào tháng 8 và hội Vanilla vào tháng 10. Điểm chung của cả 3 lễ hội là đều nhằm tôn vinh những sản vật thiên nhiên nổi tiếng ở các đảo, như quả bơ của Maré, dừa trên đảo Ouvéa và Van Y thuộc đảo Lifou. Nếu có dịp ghé thăm quần đảo xinh đẹp này, chắc hẳn du khách sẽ không bao giờ quên được vẻ hoang sơ nguyên thủy mà những cư dân nơi đây đã cố công gìn giữ bao năm. Bí mật ở những ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới. Những thủ tục cổ quái với thi hài người chết, những đặc điểm độc như chỉ có toàn gái sinh, đã rất nhiều năm không sinh được con trai, khiến những ngôi làng sau trên thế giới trở nên nổi tiếng năm 2019. Ngôi làng 9 năm chỉ toàn sinh con gái. Miedzianka Odrzańska, một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Ba Lan, gần biên giới Cộng hòa Séc đã 9 năm rồi chưa, từng được chào đón một thành viên giới tính nam ra đời. Không ai biết tại sao các cặp vợ chồng ở Miedzianka Odrzańska hiếm khi có con trai. Đã có ít nhất 300 đứa trẻ chào đời nhưng đều là nữ và cư dân trong làng không thể nhớ nổi đã bao lâu chưa nghe thấy tiếng khóc của bé trai. Ngay cả các đội viên đội cứu hỏa tình nguyện trong làng cũng chủ yếu toàn là nữ. Phụ nữ trong làng cho biết, họ rất muốn sinh con trai nhưng xem xét lịch sử của ngôi làng, thì cơ hội thành công sinh bé trai là vô cùng ít. Cho đến khi bí ẩn được giải đáp, trưởng làng Reisman Friskor, người cũng có 2 cô con gái, nói rằng ông sẽ thưởng cho bất kỳ cha mẹ nào sinh bé trai đầu tiên cho Miedzianka Odrzańska. Ngôi làng kinh dị, nhốt xác chết cạnh gốc cây thiêng và ngôi đền cổ. Theo Daily Mail, nghi lễ rùng rợn này được dân làng Chan Eon, đảo Bali, Indonesia thực hiện suốt nhiều năm. Đặc biệt, nó chỉ được áp dụng với các cặp vợ chồng. Những xác chết được nhốt trong lồng tre, đặt dưới chân một cây thiêng và ngôi đền cổ hơn 1000 năm tuổi thay vì chôn dưới đất. Sau khi tử thi phân hủy hoàn toàn, xương và hộp sọ được xếp ngay ngắn vào ngôi đền 1100 tuổi nằm dưới gốc cây thiêng Tarimenzan. Ngôi làng thu hút khá đông du khách hiếu kỳ vì thủ tục cổ quái. Một nữ du khách Australia cho biết trải nghiệm du lịch tại ngôi làng nhốt xác chết trong lồng tre thực sự khó quên. Làng có toàn gái xinh. Ngôi làng Noiva do Cordeiro nằm nép mình ở Belo Vale, một thung lũng xinh đẹp ở phía bắc Rio de Janeiro, Brazil, với rải rác những cánh đồng trồng quýt, chuối và những loại cây hoa vàng rực rỡ. Nhưng phong cảnh bắt mắt ở Noiva do Cordeiro chưa phải là điều thu hút sự chú ý của du khách, mà chính là cư dân sống ở ngôi làng đó. Hay cụ thể hơn nữa là phụ trong làng. Phần lớn cư dân làng là nữ và họ có nhan sắc tuyệt đẹp. Hơn thế nữa, nhiều người còn độc thân và đang tìm kiếm tình yêu. Ngôi làng được thành lập bởi một người phụ nữ có tên Maria Senhorinha. Maria định cư ở đây khi bị buộc tội ngoại tình và bị đày khỏi nhà thờ và nhà của cô vào năm 1891. Ngày nay, trong làng vẫn có một số đàn ông, nhưng họ dành cả tuần để đi làm thợ mò hoặc ở thành phố lớn gần nhất. Các cô gái cho biết, họ nhớ những người đàn ông rất nhiều và luôn mong đến cuối tuần khi cánh đàn ông trở lại. Ngôi làng Philippines đổi gạo lấy muỗi chết. Làng Alien thuộc tỉnh Bataan, Philippines nhiều muỗi đến nỗi những người sinh sống nơi đây đã phải phát động và tham gia cả một chiến dịch đổi gạo lấy muỗi chết. Cứ 200 con muỗi chết sẽ đổi được 1 kg gạo. Chiến dịch diệt muỗi ra đời nằm trong kế hoạch đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết của làng. Chiến dịch tỏ ra khá hiệu quả, tuy nhiên cũng dấy lên nỗi lo ngại rằng ai đó rồi sẽ nuôi muỗi để mang đi đổi lấy gạo. Ngôi làng chi 2000 euro để giải mã ký tự lạ trên phiến đá 235 năm tuổi. Lugacelle, ngôi làng nhỏ thuộc vùng Brittany của Pháp, tuyên bố trao giải thưởng trị giá 2000 euro, hơn 52 triệu đồng, cho bất cứ ai có thể giải mã những dòng chữ được khắc trên một phiến đá 230 năm tuổi. Được phát hiện chỉ vài năm trước, tảng đá bí ẩn nấp mình trong một vịnh nhỏ và chỉ có thể tiếp cận khi thủy triều hạ xuống. Trên tảng đá có tổng cộng 20 dòng chữ viết tay của một thứ ngôn ngữ xa lạ mà không ai có thể giải mã được, cùng với 2 năm được khắc là 1786 và 1787. Ngoài ra còn có hình khắc một con tàu với cánh buồm, bánh lái và một trái tim dùng cho cúng tế. Rất nhiều các nhà ngôn ngữ học, khảo cổ học đã được mời đăng ký tham gia thử thách. Hạn cuối cùng để nộp các bài dự thi cho thử thách giải mật bất thường này là vào tháng 11 năm 2019. Sau đó, một hội đồng chuyên gia sẽ chọn ra cách giải thích hợp lý nhất và người chiến thắng giải thưởng 2000 euro. Kỳ lạ ngôi làng mà người dân tha hồ treo tiền ngoài đường. Ngôi làng Ai Bơn than bình dị giữa dãy núi Banat ở Romania nổi tiếng vì không hề có trộm cắp nên cũng chẳng cần đến đồn cảnh sát. Đa số dân làng là người dân tộc Séc. Ai cũng có một cuộc sống bình yên và tôn trọng lẫn nhau nên tỷ lệ phạm tội ở đây thấp hơn hẳn mức phạm tội trung bình của cả nước. Nạn trộm cắp thì gần như không xảy ra. Người ta sẵn sàng để tiền lại ngoài đường mà không lo bị lấy mất nếu người giao bánh mì vẫn chưa kịp đến nhận tiền. Còn người giao hàng cũng thoải mái nhận tiền rồi để lại bánh và tiền lẻ lại ngay trên cột đèn hoặc hàng rào nếu người mua hàng không có ở đó. Vậy mà trong suốt 20 năm qua, chưa có một ai tố bị mất trộm cả. Làng nổi tiếng không trộm cắp từ năm 1996. Khi đó, người dân đã bắt đầu treo tiền ngoài đường cho người giao hàng. Năm 1989, cửa hàng duy nhất trong làng đóng cửa nên để có bánh mì ăn hàng ngày, ai cũng phải canh và chờ chiếc xe tải bán bánh mì đến từ làng khác cách đó 20 km. Thế nhưng cách 2 ngày mới có một chuyến xe qua làng. Cuối cùng, có người nảy ra ý tưởng để tiền lại ngoài đường cùng lời nhắn mua bánh mì vì chẳng có ai trong làng lấy cắp của nhau cả. Tôi thường mua từ 4 đến 5 ổ bánh. Tôi thường để đúng số tiền cần trả vào túi. Có khi tôi ghi lại số bánh muốn mua và tài xế sẽ trả tiền lẻ vào túi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì cả. Tôi cũng chưa nghe thấy ai bị mất tiền, cụ ông 75 tuổi kể. Một người khác cho biết tôi cứ treo túi ở đấy rồi đi làm đồng. Chiều đến, khi về thì bánh và tiền thối lại đều ở trong túi. Dân làng ở đây cũng đặc biệt tôn trọng đất của người khác và không bao giờ đặt chân vào vườn nhà hàng xóm nếu chưa được mời. Người ta chỉ đứng ngoài cổng vườn để gọi chủ nhà và đi về nếu không có ai trả lời. Linh mục và Krabma Séc cho biết ông chưa gặp vụ trộm nào trong suốt 13 năm sống ở đây. Cửa gara nhà ông lúc nào cũng mở toang nhưng chưa mất bất kỳ thứ gì. Theo ông, Iberthan là ngôi làng văn minh nhất trong tất cả các làng dân tộc Séc. Ở đây ai cũng hiểu biết lẫn nhau và chúng tôi được nuôi dạy để hỏi mượn, chứ không phải lấy trộm của người khác. Hiện tại chúng tôi rất mừng vì không có tệ nạn nào, thị trưởng Victor Dostoyev kể. Ở làng San Y sinh na khờ Ấn Độ, hơn 300 căn nhà cũng gần như chẳng đóng cửa hoặc chẳng buồn lắp cửa ra vào vì người dân nơi đây tin rằng thần San Y, thần sao thổ sẽ bảo vệ họ khỏi trộm cắp. Lắp cửa có thể bị coi là hành vi báng bổ và làng San Y sinh na khờ cũng gần như không có trộm cắp. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.